Chu Thị Hóa. Kính thưa gia đình Tam Quyến cùng quý cộng đoàn, trước khi vào lễ viếng cụ mộ cả Anna Chu Thị Hóa, con xin kính mời cha xứ và ban hành giáo nhà xứ lên tập vào hoa và thắp hương kính viếng. Kính mời ban hành giáo khu nội lên đọc vòng hoa và thắp hương. Xin kính mời ban hòa mục lên thắp hương kính viếng. Mời ông trưởng cả, ban ngắm, ban chân kiệu, ban ánh sáng lên thắp hương kính viếng. Hội đồng giáo xứ cựu lên đặt bức chướng và thắp hương. Thank you.
kính mời Teresa 1 và 2 lên thắp hương. Xin kính mời hội đồng tôn giáo. Hội Thánh Giuse lên thắp hương. Xin kính mời huynh đoàn Ta Binh lên thắp hương. Tới dự nghi thức di quan và dâng lời cầu nguyện cho cụ mục cả Anna Chu Thị Hóa, tôi xin trân trọng giới thiệu có quý cụ, ông bà, quý chức tân cựu, quý các ban ngành của hàng khu, khu thượng cùng quý cộng đoàn cũng có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông trùng cả, nhà sứ nên có lời chia sẻ. Xin kính mời ông. Kính viếng linh hồn của mụ cả Man An La Chu Thị Hóa. Kính thưa cha xứ Doan Baptista quý vị, quý chức hội đồng giáo xứ tân cựu, kính thưa quý toan quyến cùng toàn thể họ hàng nội ngoại và cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Được tin Chúa gọi của mụ cả An La về với Chúa, trong tâm tình cảm mến và biết ơn, cụ mụ cả Anna, cha xứ, quý dì, quý chức hội đồng giáo xứ tân cựu, giáo xứ kẻ sặc, quý hội đoàn trong giáo xứ hiện diện dưới mái nhà thân yêu của cụ mụ cả Anna, có vòng hoa tươi, có nén hương thơm, có lời phân ưu chia sẻ cùng gia đình tang quyến và dâng lời cầu nguyện cho cụ mụ cả Anna. Thưa cộng đoàn, trong gia đình cụ mụ cả Anna là người cụ, người bà, người mẹ nhân hiền và mẫu mực cho con cháu noi theo. Khi sinh thời, cụ mụ cả Anna đã động viên cụ ông tham gia hàng trưởng của hàng khu và cánh vác chức danh trưởng cả của hàng khu khu thượng. Cụ đã hưởng ứng lời động viên của hàng khu và giáo xứ tham gia ban bà mụ của hàng khu. Năm 2012, cụ đã gánh vác công việc chữa chiên của hàng khu và giáo xứ. Không những thế, cụ đã động viên người con rể của cụ tham gia hàng trưởng và gánh vác chức danh trưởng cả. Các con cháu của cụ cũng sinh hoạt trong các hội đoàn trong giáo xứ. Kính thưa cộng đoàn, dẫu biết rằng việc ra đi là quy luật của tạo hóa, chúng ta tin rằng cụ mụ cả Anna là trở về với Chúa, nơi đó cụ được hưởng nhan thánh Chúa. Nhưng trước sự chia ly cách biệt, chúng ta không khỏi bùi ngùi và xúc động. Cha xứ, quý dì, quý chức hội đồng giáo xứ chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tang quyến. Chúng ta biết rằng nhân cô thập toàn, con người mang thân phận mỏng giòn và yếu đuối, không tránh khỏi thiếu sót. Xin phó dâng linh hồn phù mụ cả Anna lên Thiên Chúa, xin Ngài mở lượng từ bi nhân hậu và hay thương xót, đón nhận linh hồn phù mụ cả Anna vào nước hằng sống muôn đời. Kính thưa gia đình tam quyến, quý cộng đoàn, đang chiều theo quy chế của giáo xứ, giáo xứ biết ơn cụ mụ cả Anna. Một, cha xứ của hội đồng giáo xứ tổ chức đến tang gia viếng và làm nghi thức di quan tiễn biệt cho cụ. Hai, một hội đồng giáo xứ xin cha xứ một thánh lễ misa tại thánh đường giáo xứ. Ba, hội đồng giáo xứ tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho cụ một tối tại gia đình, thay mặt hội đồng giáo xứ xin kính báo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần
Chúa đã truyền ra khỏi đời này, được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bắt kính ca sướng. Đọc kính gia sư Doan Phaolô Zita. Kính thưa quý thính phòng Đa Minh, kính thưa ban hành giáo Tân Kiệu, kính thưa quý ban hành giáo Tu Lỗi, kính thưa quý các ban ngành, hội đoàn, giáo hội cũng như xã hội, kính thưa quý họ hàng nội ngoại, bà con hàng xóm cùng toàn thể quý vị, người mẹ kính mến của chúng con là cụ mụ cả Anna Chu Thị Hóa đã trải qua một thời gian nằm trên giường bệnh. Trong suốt thời gian đó, quý vị đã dành cho gia đình chúng con và cách riêng là mẹ chúng con biết bao tình cảm thương mến qua khỏi và đã qua đời vào hồi 0:20 ngày 30 tháng 12 năm 2022, tức ngày 8 tháng 12 năm Nhâm Dần. Đây là nỗi buồn, sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình chúng con. Như thấu hiểu được điều đó, trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, gia đình chúng con hân hạnh được đón tiếp và nhận được nhiều sự quan tâm ưu ái của quý vị đã đến tang gia phúng viếng, dâng lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ chúng con và có lời phân ưu động viên gia đình. Chúng con tin rằng nhờ những lời cầu nguyện của quý vị, linh hồn cụ mụ cả Anna sẽ sớm được hưởng nhan thánh Chúa và gia đình chúng con cũng được nâng đỡ về tinh thần khi đứng trước sự mất mát to lớn này. Đặc biệt giờ phút này, quý vị tiếp tục hiện diện nơi đây để cùng gia đình chúng con đưa cụ mụ cả Anna là mẹ chúng con lên thánh đường tham dự thánh lễ an táng và đưa mẹ chúng con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy con xin thay mặt cho toàn thể gia đình chân thành cảm ơn tấm
chân tình của quý vị. Cách riêng gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị trong hội ông Thánh Hữu Xe, các vị không quản ngại vất vả ngày đêm túc trực để lo liệu phần hồn cũng như phần xác cho mẹ chúng con. Đứng trước nỗi đau thương và sự mất mát to lớn này, gia đình chúng con vô cùng bối rối, nên chắc chắn không tránh khỏi những sự sơ suất, thiếu sót trong thời gian diễn ra lễ tang. Vậy gia đình rất mong nhận được sự thông cảm, thứ lỗi của quý vị. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng gia đình chúng con đưa linh cữu cụ Mụ Cả Anna là mẹ chúng con lên thánh đường giáo xứ hiệp thông thánh lễ an táng, và đưa cụ Mụ Cả Anna ra nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay mặt gia đình con xin cúi đầu cảm tạ. Thank you.
Chọn cuộc sống